hàng loạt vụ việc sử dụng ma túy tại các quán bar, quán karaoke bị lực lượng chức năng triệt phá. Vừa qua, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá một đường dây sử dụng ma túy trong một căn hộ cao cấp tại khu đô thị sang trọng. Đáng chú ý, trong những người sử dụng ma túy, có hai nữ cán bộ công an đang công tác tại Công an thành phố Hải Phòng. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, karaoke, các chung cư, căn hộ cao cấp diễn ra phức tạp, ngày càng phát hiện nhiều đường dây mới của ma túy khó kiểm soát. Thậm chí có trường hợp chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý còn trực tiếp mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở, căn hộ chung cư, gây mất an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm bay lắc tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích, phát hiện nhóm bay lắc gồm 12 dân chơi, trong đó có 7 nam và 5 nữ, thu giữ tại hiện trường 0,13 gam ketamine cùng một số tăng vật khác có liên quan. Kết quả giám định phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra sau đó tạm giữ hình sự 3 trường hợp, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi và Vũ Hoàng Cường, 42 tuổi, cùng trú tại Hải Phòng, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có Bùi Thị Ngọc Bích là nữ cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng. Ngoài ra có một nữ cán bộ khác là VA có mặt tại buổi bay lắc là cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Căn nhà nơi diễn ra vụ bay lắc là của một người ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Người này được biết đến là con của một ông chủ có tiếng trong ngành xây dựng của Hải Phòng. Vợ ông này là Nguyễn Thị Thanh Huyền, là một trong 3 người bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ này. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 10, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ công tác của Công an phường đã nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại tòa E1 chung cư Tân Hoàng Minh. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tàng vật thu giữ là một túi ni lông màu trắng, một gói ni lông màu cam có chữ Charlie, một bát sứ màu trắng, một đĩa thủy tinh, một cốc thủy tinh, một muôi bằng kim loại tại phòng ngủ phía trong của căn hộ. Đấu tranh khai thác tại chỗ, Công an phường Xuân La xác định thêm 4 đối tượng có liên quan. Ngay sau đó, Công an phường Xuân La, Hà Nội đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 10, Nguyễn Xuân Yến Nhi thuê phòng tại chung cư Tân Hoàng Minh với mục đích để ở và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi nhận phòng, Nhi rủ Tiến và Chiến vào căn hộ để sử dụng ma túy. Đến sáng ngày 5 tháng 10, do không còn ma túy để chơi, các đối tượng đã bàn bạc mua thêm ketamine, nước vui và bóng cười để sử dụng. Khi có thêm ma túy, các đối tượng rủ thêm bạn tiếp tục tổ chức bay lắc. Đến sáng ngày 8 tháng 10 thì bị Công an phường Xuân La phát hiện, bắt giữ. Qua xét nghiệm, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cũng trong những ngày hè nóng bỏng vừa qua, trên địa bàn nhiều quận huyện khác, lực lượng công an cũng đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm nam nữ thanh niên tụ tập tại các căn hộ hạng sang để thỏa mãn cơn phê ma túy. Đặc biệt, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã bắt giữ một nhóm đối tượng bay lắc với nhau suốt 3 ngày. Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an quận Hoàng Mai phát hiện những điểm bất thường tại căn hộ trên tầng 16 một chung cư cao cấp trên địa bàn. Bám sát hành tung của các đối tượng, rạng sáng ngày 20 tháng 6, tổ công tác Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Mai Động kiểm tra căn hộ và phát hiện nhiều đối tượng nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện trường thu giữ được đĩa thủy tinh, ống hút được cuộn lại từ tờ tiền, cùng nhiều gói ni lông tinh thể màu trắng, đèn nháy và loa. Nhóm 5 thanh nữ tú được làm rõ, gồm Bùi Thị Như Quỳnh, trú tại Thái Bình, Trần Phương Linh sinh năm 1992 trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Lê Thiện Long sinh năm 1997 trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Hoàng Thế Huy sinh năm 1986 trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Trong 3 ngày, nhóm đối tượng này đã liên tục thác loạn với nhiều loại ma túy khác nhau. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ngày 16 tháng 6 năm 2023, Huy cùng Quỳnh đến căn hộ của Linh để dự tiệc sinh nhật. Huy chuyển cho Linh 25 triệu đồng để mua ketamine và nước vui. Sau khi sử dụng hết ma túy, chiều hôm sau, Huy bảo Quỳnh mua thêm 2 gói nước vui với giá là 5,8 triệu đồng để cùng sử dụng. Đến tối ngày 19 tháng 6 năm 2023, Linh gọi điện rủ thêm Long đến căn hộ của mình, đồng thời nhờ Long trên đường đi mua thêm 2 chỉ ketamine. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long đến nhà Linh nhưng không mua được ma túy vì bên bán yêu cầu chuyển khoản trước. Sau đó, Huy đã chuyển 7,5 triệu đồng cho người bán. 2 chỉ ketamine liền được đưa đến căn hộ của Linh cho cả Quỳnh và Long sử dụng. Kết quả giám định xác định các chất thu giữ tại căn hộ của Linh là ma túy tổng hợp loại ketamine, MDMA. Tiến hành xét nghiệm nhanh các đối tượng cho kết quả toàn bộ đều dương tính với ma túy. Đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thuê căn hộ làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố. Thực tế này đang đặt ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng chức năng. Theo cơ quan công an, qua điều tra các vụ việc cho thấy, thực tế là các đối tượng đã lợi dụng việc khách sạn, căn hộ tại các chung cư cao cấp khép kín, được trang bị hệ thống camera an ninh, có bảo vệ nhiều lớp, kiểm soát ra vào chặt chẽ. Ban quản lý cũng như các bảo vệ muốn kiểm tra các căn hộ thì phải báo trước với chủ hộ. Từ đó các đối tượng phạm tội có thời gian để tiêu hủy tang vật hoặc giải tán bớt số người trong căn hộ. Ngoài ra, công an địa phương kiểm tra việc tạm trú tạm vắng tại các căn hộ theo định kỳ nên khó phát hiện. Cư dân ở những chung cư thường đóng cửa cả ngày, ít chú ý đến hàng xóm xung quanh. Do đó, các đối tượng thường sử dụng trái phép chất ma túy, thường chọn thuê các căn hộ ngắn hạn làm nơi sử dụng ma túy, nơi bay lắc cho riêng mình. Hơn nữa, có những đối tượng thuê căn hộ chỉ với mục đích làm nơi để tụ tập bay lắc, nên chỉ xuất hiện vào thời điểm nhất định, thời gian còn lại thì bỏ không. Việc xác định người chủ thực sự của các căn hộ cũng gặp nhiều khó khăn, vì hầu hết các căn hộ này đều đã được cho thuê qua lại rất nhiều người. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thời gian gần đây, khi lực lượng công an tổ chức đấu tranh trấn áp mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy, bóng cười và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nên các đối tượng có xu hướng thuê các căn nhà, biệt thự trong khu resort, căn hộ cao cấp ở các khu chung cư còn vắng người để tập trung bay lắc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đặc biệt đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê một đến vài sàn chung cư, sau đó cải tạo thành các phòng bay và cho thuê lại với giá từ 2 đến 5 triệu một phòng, mỗi ca là 12 giờ. Các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, trao đổi, giao dịch trong các hội trên không gian mạng. Sau khi giao dịch xong, thuê người ship thẻ, nhắn mật khẩu để mở cửa. Người cho thuê và người thuê không cần gặp mặt hay trực tiếp trao đổi với nhau. Từ đó hình thành các điểm, tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm này, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá. Rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2023, tại một chung cư cao cấp quận Long Biên, Hà Nội, Công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ, phát hiện cặp đôi Giáp Thị Hương Giang, sinh năm 1992, trú tại xã Lam Cốt, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, và Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1991, trú tại Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đang cùng nhau bay. Vật chứng thu giữ gồm 2,211 gram ma túy tổng hợp. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó trưởng Công an quận Long Biên chia sẻ, để có thể triệt phá được các ổ bay lắc tại chung cư cao cấp, các trinh sát, cán bộ điều tra phải vượt qua không ít những khó khăn trở ngại. các đối tượng tổ chức sử dụng đều biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nên có nhiều biện pháp đối phó. Ví dụ như các đối tượng chọn thuê phòng cách âm, phòng có nhiều lớp cửa khóa, vừa khóa bằng mã số, vừa khóa bằng khóa cơ. Bọn chúng thường mua rất nhiều đồ ăn nước uống để có thể bay lắc 24/24, khóa chặt cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bởi thế các trinh sát đã phải dành nhiều thời gian, công sức, không quản những đêm giá rét, những ngày nắng nóng, cháy ra để theo sát các di biến động của các đối tượng nhằm chọn thời điểm phá án sao cho thích hợp nhất. Đáng chú ý, qua triệt phá nhiều ổ nhóm, cơ quan công an phát hiện các đối tượng còn sử dụng nhiều loại ma túy mới như ma túy nước vui, được ngụy trang dưới dạng các loại nước hoa quả, cà phê, có những loại uống trực tiếp, cũng có loại pha vào lon nước tăng lực bò húc rồi đun nóng để uống. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, cơ quan công an tăng cường kiểm tra hành chính để kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của các đối tượng, ra soát kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội về ma túy. Tội phạm ma túy thuê chung cư, làm nơi sinh sống, nhưng thực chất để an toàn mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các địa phương, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý địa bàn của cảnh sát khu vực và ban quản lý chung cư. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cảnh sát khu vực và ban quản lý chung cư trong công tác kiểm tra hành chính. Nắm chắc thông tin người thuê nhà, quản lý người thuê nhà, mục đích sử dụng thực tế của căn hộ. Cảnh sát khu vực và bảo vệ chung cư thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tuyên truyền đến ban quản lý chung cư, yêu cầu chủ căn hộ phải ký hợp đồng cho thuê, xem xét kỹ lai lịch công việc của người thuê nhà, góp phần hạn chế được các băng nhóm tội phạm hoạt động trong chung cư cao cấp. Đồng thời tăng cường công tác vận động người dân, nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm của người dân. Các chung cư cần tổ chức các buổi họp dân, phối hợp với công an phường phổ biến các thủ đoạn của tội phạm, nhận diện tội phạm ẩn náu trong chung cư, kịp thời thông báo đến công an phường khi phát hiện tội phạm xảy ra tại chung cư. Hàng loạt vụ việc sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke bị lực lượng chức năng triệt phá. Hầu hết những đối tượng sử dụng ma túy đều là thanh thiếu niên. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar karaoke diễn ra phức tạp, ngày càng phát hiện nhiều dạng mới của ma túy khó kiểm soát. Thậm chí có trường hợp chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý còn trực tiếp mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở, gây mất an ninh trật tự. Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Vũ, trú tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp căn nhà nơi đối tượng Vũ thuê ở tại tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, Công an thành phố Cam Ranh phát hiện thu giữ nhiều tang vật, trong đó có nhiều chất tinh thể màu trắng. Cũng tại một căn nhà trọ ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, ngày 29 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Cam Ranh phối hợp với Công an phường Cam Nghĩa tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nhân, trú tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm để điều tra hành vi tàng trữ mua bán chất ma túy. Qua kiểm tra căn phòng trọ là nơi ở của Nguyễn Thành Nhân, lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông bên trong chứa gần 40 gam ma túy đá. Cũng để che mắt lực lượng công an, các đối tượng sử dụng ma túy cũng chọn những quán karaoke làm bến đáp. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt triển khai lực lượng đột kích vào quán LV ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong quán LV Club có khoảng 180 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn, trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy. Khi thấy công an, nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá và nhiều tinh thể ma túy màu trắng và màu xanh nghi là ma túy, được các đối tượng quăng vương vãi dưới sàn nhà. 9 bình khí bóng cười, 27 bình hút xì xa, 90 bao thuốc lá hiệu 3con 5 ngoại nhập, không có hóa đơn chứng từ, 87 xe mô tô, 18 xe ô tô và 198 điện thoại di động các loại. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Long Thành để làm việc. qua test nhanh 180 người, phát hiện có 52 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 4 nhân viên và một bảo vệ của quán. Thực tế cho thấy sự phát triển của kinh tế xã hội kéo theo nhu cầu hưởng thụ của con người, nhất là đối với bộ phận giới trẻ. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao xuất hiện ngày càng nhiều tụ điểm vui chơi giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện này đã và đang tiềm ẩn rất nhiều mối nguy cơ về an ninh trật tự. Nhiều điểm kinh doanh vũ trường, quán bar đã lén lút biến thành tụ điểm khi dân chơi ma túy ồ ạt tìm bến đỗ. Đang là một vấn nạn nhức nhối gây ra nhiều bất an cho cộng đồng. Vấn nạn dân chơi chọn các điểm này làm bãi đáp liên tục bị phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố. Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình vui chơi, giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường làm cho số lượng người sử dụng ma túy ngày càng tăng và kéo theo nguồn cầu ma túy tăng cao. Nếu phát hiện sai phạm ma túy thì cũng chỉ rút giấy phép kinh doanh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác định đối tượng Mai Văn Minh, sinh năm 1992, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn xuyên biên giới và liên tỉnh. Hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi. Đúng 12 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2023, tại thôn Kim Tân, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Tuyên Hóa chủ trì phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993 và Trần Đăng Hoàng, sinh năm 2002, đều trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đang vận chuyển 2 kg ma túy tổng hợp ketamin và 13.936 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Ban chuyên án cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Dương, sinh năm 1990, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, và thu giữ được 198 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Qua đấu tranh, Phan Văn Dương khai nhận mua ma túy của Mai Văn Minh và được Nguyễn Ngọc Sơn giao. Còn đây là 7 bịch ni lông chứa ma túy dạng bột, 24 viên thuốc lắc, 4 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng số tiền gần 90 triệu đồng là những tang vật mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu thu giữ khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Tại thời điểm kiểm tra, 17 phòng hát đang hoạt động. Lực lượng công an thu giữ nhiều bịch ni lông chứa ma túy dạng bột và các dụng cụ để sử dụng cho cuộc bay lắc của hơn 80 nam nữ đang trong độ tuổi thanh thiếu niên. Theo lực lượng công an, những nhóm thanh niên bị phát hiện, bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke thì đa số các đối tượng này không hát, mà sau khi thuê phòng hát là bật nhạc sàn hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo. Đáng lên án hơn là có những chủ quán karaoke vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật, của lương tâm tiếp tay cho tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động, thực hiện các hành vi phạm tội. Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình vui chơi giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường làm cho số lượng người sử dụng ma túy ngày càng tăng và kéo theo nguồn cầu ma túy tăng cao. Nếu phát hiện sai phạm ma túy thì các cơ sở cũng chỉ rút giấy phép kinh doanh, thay tên đổi chủ, bình cũ rượu mới. Vì vậy, trên thực tế, các chủ quán karaoke thường đối phó với cơ quan công an bằng cách thay đổi đại diện pháp luật hoặc đổi tên doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sự tồn tại của hàng trăm nghìn người nghiện hiện nay kéo theo nhu cầu tiêu thụ của ma túy ngày càng tăng cao, cũng như sự phức tạp của các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ cho đối tượng này. Bản thân con nghiện cũng chính là nguồn cung dồi dào cho các đối tượng sử dụng và mua bán ma túy để có tiền nuôi các con nghiện của mình. Tâm lý tuổi trẻ muốn thể hiện sự sành điệu, khác người, hơn người, nhưng hiểu biết xã hội, nhận thức chưa đầy đủ, chưa chín chắn, nhất là về tác hại của các loại ma túy hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng muốn thể hiện bản lĩnh cá nhân, thường rủ rê lợi dụng các buổi tiệc sinh nhật hoặc sau các buổi ăn nhậu, vui chơi rồi kéo nhau vào các địa điểm như karaoke, quán bar để hát hò, nhảy múa và sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh hoạt động văn hóa lành mạnh được phép, thì đây cũng là những địa điểm các đối tượng phạm tội lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là giới trẻ. Sở dĩ các đối tượng chọn những tụ điểm này để hoạt động vì có thể tập trung đông người, độ cách âm cao, ít bị nghi ngờ phát hiện, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an và khi bị phát hiện, dễ dàng tẩu tán tang vật. Liên tiếp những vụ việc bị lực lượng công an phát hiện xử lý trong thời gian gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là một bộ phận nhỏ trong giới trẻ đã và đang lao mình vào những cuộc chơi vô độ. Nguyên nhân một phần do vai trò quản lý của gia đình đối với con em mình đang bị buông lỏng. Bên cạnh đó, vì kinh tế và lợi nhuận, một số quán karaoke đã cho tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động, thực hiện các hành vi phạm tội trong cơ sở kinh doanh của mình, gây mất an ninh trật tự. Để giảm tình trạng tệ nạn ở các quán karaoke vũ trường thì các lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra vi phạm và tội phạm liên quan đến ma túy tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.